AMV. Ok, thì đầu tiên đó chính là mình muốn nói với các bạn là có vẻ như ở bên ngoài chỗ mình đang nói chuyện hơi ồn. Cho nên là các bạn nào thông cảm, các bạn thông cảm cho mình nha, nó hơi ồn một tí. Rồi, thì bây giờ việc đầu tiên của các bạn là các bạn cần cái gì? Đầu tiên thì chuẩn bị cho mình đó chính là thứ quan trọng nhất, đó chính là Vegas Pro, Sony Vegas Pro. Thì mình không có link tải đâu, cho nên là các bạn đừng hỏi mình link tải nha. Các bạn chỉ cần lên trên YouTube và bấm Sony Vegas Pro 13 hoặc là 14, 15, bạn muốn xài phiên bản nào. Phát này thì mình xài 14, đây 13. Đó thì các bạn muốn xài phiên bản nào, bạn nên tự kiếm, tự thoát đi. Mình không có link, cho nên là các bạn 1/10 các bạn đừng hỏi mình xin link nha. Mình không có link, mình tải quá lâu rồi, mình không có nhớ link nữa đâu. Rồi, tiếp theo là một thứ cũng khá quan trọng nữa, đó chính là AMV, anime. Nếu bạn không có anime thì các bạn không thể nào làm AMV được, ok? Rồi em thì mình sẽ mở anime cho các bạn. Đây. Đó thì mình tập anime như vậy. Thì các bạn cứ tải cho nhiều vào, sau này các bạn xài nó đỡ mất công phải tải lại. Đó thì mình tải cũng vài bộ thôi, không nhiều lắm. Cho nên là các bạn thấy mình làm AMV thì cũng chỉ lay quay lại vài bộ thôi, không có nhiều cho lắm. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm. Rồi đầu tiên các bạn sẽ kiếm cho mình là một cái bản nhạc mà các bạn muốn làm. Thì ở đây mình sẽ làm mẫu cho bạn trước hai khúc này. Rồi bạn có thể xem qua. À có thể là nó không có tiếng, nó bị mất tiếng. Tại vì mình có thể là mình không có bật mic tiếng đâu. Mình chỉ bật mic nói chuyện của mình thôi. Cho nên là các bạn có thể nghe không nghe thấy tiếng nhạc. Rồi thì tiếp theo cái này mình làm mẫu cho các bạn thôi chứ rồi tiếp theo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một tập anime mà các bạn muốn. À và đây còn một cái mà mình muốn nói lại nữa là cái việc bản quyền trên anime. Thì có thể là các bạn biết đó, đây mình sẽ bật lần mic. À không thì có một số bộ anime thì nó sẽ có cái bản quyền khá nặng. Ví dụ cho các bạn nhé, là bản quyền của TV Tokyo, bản quyền của Kadokawa Shoten và Anichan. Bạn nào chưa biết nữa thì bản quyền có thể là các bạn không biết Anichan là ai. Anichan là một cái channel, theo mình nhớ là channel thì phải, mình không biết nữa. Cái channel mình nói tạm channel thì sai thì các bạn thông cảm nha. Anichan là một cái channel mà do Kadokawa Shoten lập ra, vì thế nên nếu các bạn xài anime của họ họ sẽ gửi cái chặn á. Đầu tiên là họ sẽ chặn các bạn, chặn cái video đó của bạn, không cho bạn, không cho người khác và bạn coi nữa, bạn không thể tìm thấy trên channel của bạn nữa. Đó thì họ sẽ xong rồi họ sẽ gửi cho bạn một cái mail có nội dung là xin chào, rồi cái tên channel của bạn, bạn đó video, cái video AMV. Họ sẽ gửi tới cho bạn một cái bức thư, đó chính là xin chào. Ví dụ thì ví dụ mình đi, xin chào rồng Pikachu, AMV ngày này năm trước của bạn đã bị chặn. Là nếu như thường á, nó bình thường, nó chỉ là một cái bình thường nhẹ nhàng thôi, thì nó sẽ gửi tới là xin chào rồng Pikachu, AMV ngày này năm trước của bạn hình như là bị dính bản quyền hay là sao, mình nhớ là vậy. Còn nếu mà là nặng ấy thì nó sẽ chặn video của bạn và bạn không thể coi được nữa. Bạn và những người bạn khác của bạn không thể coi được luôn, tìm cũng không tìm được. Đó thì chặn nó hoàn toàn khác với lại dính bản quyền, theo mình nhớ là vậy. Nên mình cũng không muốn mở Gmail cho bạn coi lắm. Đây
mình sẽ cho bạn xem cái này. Thì các bạn nên là trước khi mà tải anime raw á, thì các bạn nên coi kỹ về cái phần bản quyền, cái nhà sản xuất của anime đó là ai, xem kỹ trước. Đây đó, mình mới đăng cái video không thể yêu ai được nữa, cái nó chặn nè. Cái này là do nhạc, các bạn khi mà xài nhạc có bản quyền thì một là các bạn nên là làm nightcode, là chỉnh cái tốc độ của nó nhanh lên và làm méo tiếng đi, thì có thể là sẽ không dính bản quyền nữa. Tốt nhất là nên đừng nên xài nhạc của metop, vì nhạc của metop dễ bị chặn lắm. Đây, khi này bản quyền là bị chà bị dính bản quyền á. Em đang nghĩ gì nè, Sony Music Entertainment đó, video bạn đang bị chặn, video bạn đang chặn. Khi là nó gửi cho bạn cái mail như vậy á, là bạn không thể nào xem được video anime của bạn nữa. Đó, các bạn nên coi lại cái phần này nè, của sở hữu bởi Tokyo Broadcasting System Inc. Đó, có vài anime họ không đề cập là có cái nhà sản xuất đó, nhưng mà nó vẫn chặn bạn. Việc tốt nhất mà các bạn muốn kiểm tra được cái đó là bạn sẽ chọn một bộ anime mà bạn muốn. Ở đây mình sẽ ví dụ coi To Uso cho các bạn dễ hình dung nha. Đó, coi To Uso Love and Lies, tình yêu và nói dối. Đó, thì các bạn nên xem cái phần Original Network Tokyo Emission TBS VS 11 TV KATX. Đó, nó chỉ liệt kê như vậy thôi. Nhưng mà các bạn muốn xem kỹ thì các bạn vào phần My Anime List này. Đó, mở link kết. Đây, mình sẽ mở cho bạn coi cách để các bạn né bản quyền ra. Tốt nhất là bạn nên né ra, đừng có chứ công sức của bạn bỏ ra làm AMV, làm sập xong rồi bạn đăng lên, cái video bạn bị chặn, rồi công sức của bạn đổ sông đổ biển luôn. Đây, các bạn sẽ coi phần Producer và phần Licensor Studio. Đó, thì nó có Bonnie Kion, Koyansa, Ultra Super. Đó, ở đây nó không có liệt kê là TV Tokyo, nhưng mà khi mà đầu phim các bạn coi á, thường nó sẽ hiện ra cái logo của TV Tokyo á, thì các bạn nên né ra đi, đừng có xài. Tại vì nó dính bản quyền nó chặn luôn. TV Tokyo với lại Kadokawa Soten. Kadokawa Soten và Anichan là một nha. Đây, Kadokawa Corporation. Đó, Kadokawa Soten. Các bạn nên né hai cái này ra. À, xem more nữa. Khi nào mà các bạn thấy anime nào á mà có Kadokawa Soten là Media Factory Susa gì đó, các bạn né ra đi, đừng có xài. Mình thề luôn, các bạn sẽ bị dính bản quyền đó. Thì các bạn nên chú trọng về TV Tokyo với lại Kadokawa Soten thôi. Còn lại thì cũng không quan tâm cho lắm. Rồi, tiếp theo cái phần này, các bạn sẽ chọn một bộ anime mà các bạn muốn. Ở đây thì mình sẽ thử chọn một bộ. Ở đây thì có khá nhiều, mình không biết nên chọn gì nữa. Tamako Love Story đi. Đây, các bạn sẽ kéo vào. Cái bộ anime dài nó thường có tới mấy chắc lận, cho nên là khi các bạn đợi nó lát xong ấy, rồi các bạn coi chắc nào là chắc âm thanh. Mà thôi xóa hết đi. Bạn bấm vô chắc, đợi nó lát xong đã. Tôi sẽ đợi skip cho mức đợi nó lát nhé. Rồi ở đây á, các bạn thấy sau khi nó lát xong thì các bạn sẽ thấy nó có. Bạn phải anime phim dài á thì nó sẽ có nhiều track, còn anime bình thường thì thường không có nhiều track như vậy đâu. Ở bên xem qua cái nào là cái, các bạn sẽ xóa cái này đi. Muốn xóa cái track âm thanh á thì có hai cách. Đầu tiên là các bạn có thể bấm vào cái track này. Nhầm. Bạn bấm vào cái track này. Đấy, xong mình bấm delete, nó sẽ mất. Hoặc là các bạn có thể bấm vào cái track âm thanh này. Hoặc là các bạn phải bấm vào cái track mà bạn muốn xóa, giống như là mình bấm vào cái track tiếng này đi. Bấm vào cái đó, xong rồi bấm chữ U trên bàn phím, rồi bấm dead rồi đi là được. Nó không bị kiểu nhầm lẫn ấy. Xóa cái track này cũng được. Đó, đúng chắc rồi. Rồi, giờ muốn xóa luôn cái chất này đây. Thường là làm AMV thì các bạn cần phải xóa hết âm thanh của anime này nha. Và sẽ bấm chữ U tiếp. Leader, là được rồi. Rồi, tiếp theo là các bạn sẽ
kiếm một cái đoạn mà các bạn thích, các bạn muốn, rồi các bạn sẽ cắt. Đây, mình sẽ chọn một cái nhạc nha. Các bạn sử dụng mấy nút điều hướng đó, mấy nút mà qua trái qua phải lên xuống đó, để bạn tua. Rồi bạn bấm chữ S để cắt, chữ S kế bên chữ A và chữ D, ở dưới chữ W. Ok, thì các bạn nên chọn phần nào nó hợp với bài nhạc á để các bạn lấy, chứ các bạn đừng lấy quá dư, cũng lấy đừng lấy quá ít, đừng lấy mấy cái chữ này nha các bạn, nó hơi sao sao á. Mình cắt, nếu mà có chữ như vậy thì các bạn cắt cái phần đó đi, đừng sai đó. À, và mình khuyến cáo các bạn luôn, khi làm anime các bạn có, mình sẽ chia sẻ bạn một vài cái tip, một cái vài cái mẹo để các bạn làm AMV đẹp hay hơn, nhiều view hơn. Rồi để mình cắt được cái khúc, để mình cắt cái khúc này đã, rồi mình hướng dẫn các bạn, mình chỉ các bạn mấy cái tip. Ok, rồi mình sẽ lấy cái này. Mình, các bạn muốn lấy hai cái track, hai cái phần phim ở trong một cái này á, bạn bấm vô cái phần này, bạn bấm vô cái phim này, sau đó bạn giữ control, bạn bấm vô cái này nữa, bạn kéo nó đi, đó, bạn giữ shift để vô thì nó sẽ cân bằng lại, đó. Rồi, cái tip đầu tiên đó chính là các bạn không nên xài những cái đoạn á mà nó có clip sai. Clip sai là cái gì? Clip sai cho bạn nào chưa biết là nó hát, nhân vật hát theo miệng, nhân vật hát theo bài hát á. Đây mình sẽ ví dụ cái phần này. Đó, nhân vật nó hát theo cái bài hát. Không nên, bởi vì nó rất là xấu và nó làm các bạn, nó làm mình giống kiểu xấu đi cái AMV của mình đó. Các bạn nào á mà không, các bạn nào mà không thể nào kiếm được cái đoạn nào hay hơn cái đoạn đó mà nó có clip sai, thì các bạn có thể cắt ra, bấm vào event and the crop đây, các bạn cắt khúc đó ra đó, thấy chưa? Đây mình mới nhầm đó, các bạn có thể cắt khúc đó ra đó, các bạn có thể làm sao để không thấy miệng nó nữa. Nhưng mà ở đây mình sẽ không mờ nữa, là mờ AMV của mình đi. Bạn nào mà hết cắt rồi mới cắt thôi, còn mình thì mình vẫn để lại đó. Rồi ở đây thì cái tip thứ hai đó chính là, à không, chưa qua tiếp thứ hai, những qua tiếp đầu tiên, thì thay vì sử dụng mấy cái list size như vậy thì các bạn nên sử dụng những cái hành động giống như là chạy nhảy đi di chuyển tay chân hoặc là chớp mắt đó, thì nó sẽ đẹp hơn, làm anh về bạn sống động hơn, chứ đừng có để list size. Các bạn có thể sử dụng cái miệng giống như vậy nè, miệng há ra như kiểu là ngạc nhiên hoặc là đang sợ thì nó không có nhấp nhấp cái môi thì các bạn có thể sử dụng được, còn nếu mà nó nhấp môi á thì các bạn không sử dụng được, tại nó hơi, nó làm xấu AMV. Còn hết cách rồi thì các bạn có thể xài, mình không khuyến cáo. Ok, tiếp thứ hai đó chính là các bạn không nên làm kéo nhanh video ra, như kiểu là để cái nhạc nó nhanh quá thì các bạn muốn làm cho cái anime này nó nhanh ra để nó hợp nhạc. Ủa, mình làm lộn. Đó, các bạn không nên kéo nhanh anime ra. Các bạn thấy nó nhanh hơn hẳn không? Đó, các bạn không nên, tại vì nhìn mấy cái nhân vật nhìn nó như nó bị kéo dài, nó bị kéo nhanh như vậy á,
nhìn nó cái anime đó rất là dị, nó rất là dị. Thay vì mà các bạn làm cái nhạc của bạn quá nhanh á, các bạn muốn chỉnh cho cái anime của bạn nhanh thì bạn đừng chỉnh. Các bạn nên xài những cái anime nào mà nó nhanh sẵn rồi, không cần chỉnh gì hết thì xem nó sẽ tự nhiên hơn. Còn các bạn thí dụ trong một cái hoạt động gì đó bạn chỉnh quá nhanh thì người ta xem sẽ rất xấu. Đó. Đó, nó nhanh, nó rất là nhanh, nó sẽ rất là xấu luôn. Các bạn nên để bình thường thôi. Tiếp thứ ba là cho bạn nào mà xài overlay thì các bạn sẽ add một cái overlay vào. Ở đây thì mình không có xài overlay cho nên là mình sẽ bỏ cái phần này nhé. Thì đó là hết rồi, còn bạn nào muốn nghe tiếp nữa thì các bạn có thể bình luận ở dưới, mình sẽ nói tiếp trong phần sau. Mệt quá. Đó, sau đây khúc này. Còn bạn nào mà thấy muốn cần mấy cái hiệu ứng transition ấy, giống mình đang xài giờ thì các bạn có thể những cái hiệu ứng mà transition mà mình đang xài giờ là của BCC và của New Blue FX. Các bạn có thể lên YouTube và tải. Đó. Thì nó có nhiều hơn là mấy cái bình thường. Mấy cái bình thường nó chỉ có mấy cái vậy thôi, nó không có được đẹp. Thì các bạn có thể tải thêm về. Thì mình thường hay xài nhất đó chính là Draw, Glow này này và Draw, Set, Clear, Quiffy, Rebecca Sweet và Mask Glow. Thì cái này khá là đẹp. Khi mà các bạn add mấy cái effect này vào thì các bạn phải bấm, các bạn bấm chuột phải vào cái phần video đó, các bạn bấm vô chọn phần Switches, bấm như disable, resemble thì nó sẽ mượt hơn. Đó thì nó sẽ mượt hơn. Các bạn nhớ cái nào cũng phải disable, resemble nha, chứ không thôi nó sẽ lắc lắm. Đó, disable, resemble hết. Rồi sau đó thì các bạn add effect vào. Thì mình sẽ sử dụng một vài cái effect. Rồi sử dụng cái này đây. Đây có khá là nhiều effect đẹp, các bạn có thể tìm kiếm. Các bạn có thể kiếm thêm trên YouTube. Hơi dị. Không. Thôi cho mình xin đi. Black boy. Ok. Còn bạn nào mà không thích á thì các bạn có thể sử dụng hay nó sẽ từ từ chuyển cảnh, nó không được, không phải quá đẹp đâu nhưng mà cũng được. Đó, còn bạn nào mà muốn hình ảnh nó ảo diệu hơn á thì các bạn có cái màu sắc nó đẹp hơn, các bạn phải bấm vào phần Event FX đây, là cái bên Event Group. Các bạn thêm một cái phần cho mình sau đây. Đầu tiên là Brightness and Contrast, theo là Color Corrector, tiếp theo là Saturation or just after. Ok, mấy phần này thôi là nó đủ rồi. Brightness and contrast, cái này thì mình không bắt buộc các bạn phải chỉnh theo mình, các bạn cứ chỉnh nhìn như cái này, các bạn chỉnh làm sao cho hợp mắt các bạn thôi. Em thấy đẹp là được rồi. Color corrector là cái phần màu, các bạn có thể chỉnh màu tí. Đó, các bạn vừa chỉnh vừa để ý cái phần khung này này. Đó, các bạn ghê tới đâu thì màu nó sẽ tới đó. Đây thì mình sẽ lấy màu đẹp đẹp một tí, nhưng mà các bạn đừng có làm nó có bị đổi hết màu sắc da của nhân vật nhé. Đây. Ok. Ảo một tí. Saturation or just, các bạn cũng tự chỉnh theo ý của bạn. Các bạn muốn nó làm sao thì các bạn cứ chỉnh vậy thôi, chứ mình không thể nào mà kiểu sao đó. Để cho nó sáng một tí, tại vì đây là buổi tối mà, chỉnh cho nó sáng cho nó dễ nhìn.
đó là sao lại? Thấy chưa, âm này bạn hãy thực chỉnh lại. À, quên nói nữa. Thì bây giờ chỉnh cũng được. Các bạn bấm vào phần Project Video Property, các bạn có thể viết tắt là Alt Enter. Các bạn sẽ chỉnh cho mình cái lúc đầu nó là hình như là trên 720 á. Bạn muốn AMV của bạn nét nhất thì các bạn sẽ chỉnh xuống cho mình là HD 1080 60i và Full HD 30fps, chọn cho mình Apply. Ok. Đó, thì như vậy thôi. Các bạn có thể tiếp tục làm mấy những phần này. Còn bạn nào muốn làm Nightcode á, muốn làm Nightcode thì các bạn hãy bấm chuột phải vô cái phần Track âm thanh, mình bấm Property. Các bạn chỉnh phần Non này thành Elasticware. Các bạn chỉnh thông số cho nó, thế là 5 chẳng hạn. Ok. Nhưng mà nó chỉ là méo giọng thôi nha các bạn. Bạn nào muốn nó nhanh á thì bạn giữ cái control, bạn kéo nó vô. Đó, nhưng mà mình không thích. Mình không thích nghe này code. Nên thì mình sẽ để vậy. Các bạn cứ làm tiếp tục với những cái anime còn lại. Các bạn nào mà thích anime á thì bạn một cái AMV các bạn hay xài một anime. Còn bạn nào mà nhiều anime trong máy á thì các bạn có thể một cái AMV xài nhiều anime tổng hợp lại. Đó, các bạn cứ tiếp tục làm. Còn mấy nào cái phần làm sập á thì mình cũng có đăng ở trên kênh của mình rồi, bạn nào chưa xem thì có thể xem ngay bây giờ. Đó, thì video của mình tới đây là hết rồi. À quên, cách render cho các bạn nữa. Mình quên, làm xong rồi không render sao được đúng không? Đầu tiên các bạn nào muốn render, bạn bấm chữ Y ở đầu video, bạn bấm đầu check bấm chữ Y, cuối check bạn bấm chữ O. Bạn làm lại cho mình 2 lần. Đó, sau khi ok rồi, các bạn sẽ bấm vô cái phần render as này. Các bạn đợi một tí. Rồi, sau khi mình hiện lên các bạn thì các bạn sẽ đặt tên cho cái AMV của bạn. Rồi, thường thì nó không vậy đâu. Thường, bình thường nó sẽ như vậy này. Các bạn xuống, lật xuống cho mình kiếm phần SONY AVC MVC MV4 gọi gì nữa đó. Phần này bạn chọn, bạn đánh dấu sao cho mình hai cái phần internet này này đó. Yeah, được. Đó thì xuất HD mà, các bạn sẽ bấm vô phần này á, customize template ở phần bitrate này. Các bạn chỉnh lại cho mình là 9000, bạn sửa số 16 mình sẽ chỉnh, bấm ok. Sau đó chọn nơi lưu của bạn. Đó, rồi bạn sẽ bấm render. Đó thì mình chưa có làm xong cho nên là mình chưa có render. Thì các bạn sau khi mà render thì các bạn sẽ xem tiếp cái video làm subscribe sub của mình để các bạn biết cách làm subscribe dòng dòng nhé. Và ok, nếu video các bạn thấy thích á, để cho một like, một subscribe, một share nhé. Nó trình lực rất lớn để mình tiếp nhận video thấy này nữa. Ok, tạm biệt người, bye bye.